Halloween, cánh cửa địa ngục. Cứ mỗi dịp lễ vào cuối tháng 10 hàng năm, chúng ta lại thấy những hình tượng ma quái đầy chết chóc như mặt quỷ, phù thủy, thây ma, đầu lâu xương chéo, ma sói, ma cà rồng, bí ngô mặt cười, rơi, nhện được hóa trang khắp nẻo đường. Để rồi khi đêm lễ tới, ma quỷ sẽ tràn ngập khắp phố phường và cùng nhau cà múa, một dấu ấn đặc biệt của đêm Halloween. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT Khám Phá. Kính thưa quý vị, ngày nay, ngày lễ Halloween đã và đang trở thành thú vui. Hóa trang sao cho càng giống ma quỷ càng tốt. Từ hành động, lời nói, thậm chí là cả ý nghĩ cũng nương theo. Thời khắc đó thật khó phân biệt được đâu là người, đâu là quỷ. Bởi có truyền thuyết kể rằng, mỗi năm một lần, cánh cửa giao thoa giữa hai thế giới âm dương sẽ được mở ra. Âm linh cũng theo đó mà hòa vào thế gian tìm cách hãm hại con người. Vậy thì ai là người mở ra cánh cửa đó? Và thế lực nào đang điều khiển ma quỷ? Và con người đang tự mình bước vào cái bẫy chết chóc như thế nào? Halloween, cái bẫy hoán đổi linh hồn. Cách đây hơn 2.000 năm trước, tại khu vực sinh sống của người Xeo Cổ, người Xeo Tích là một nhóm đa dạng các bộ lạc, bộ tộc sống ở châu Âu thời kỳ Trung Cổ, có một lễ hội truyền thống với mục đích là tưởng nhớ người đã khuất. Sau này khi nhà thờ Thiên Chúa Giáo tiếp quản ngày lễ, họ gọi đó là ngày hội Halloween, một sự kết hợp từ hai chữ Hallow và Eve, nghĩa là buổi tối thánh thiêng, ngụ ý rằng đó là thời gian linh thiêng để tôn vinh tổ tiên. Thế nhưng, thuận theo thời gian, do đạo đức đã trở nên bại hoại, lễ hội này dần dần bị bóp méo mục đích ban đầu, bản chất biến thành tôn thờ ma quỷ. Lúc bấy giờ, những ngoại giáo cổ đại, đặc biệt là đạo mà những người Druid tôn trọng, họ ăn mừng năm mới bằng lễ hội khác có tên gọi là Samhain. Ban đầu Halloween cũng như Samhain cũng bắt nguồn để tôn vinh Crôn. Mọi người đều biết rằng hầu hết hiện nay không ai ăn mừng lễ hội cho mục đích tôn vinh tổ tiên nữa. Tuy nhiên, Halloween lại là một lễ hội để kiếm được số tiền khổng lồ, chỉ đứng sau ngày lễ Giáng sinh. Đây là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô. Đó là lý do tại sao các công ty quảng bá nó rầm rộ. Từ ngành công nghiệp bánh kẹo đến trang phục, đồ trang trí, thẻ bài, v.v. Và bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi biết được rằng làm thế nào mà những phù thủy, yêu ma, đen lồng, ma cà rồng, người sói, lừa tất cả đều trở thành nhân vật phổ biến, không thể thiếu trong lễ hội này và rất ít ai biết được nguồn gốc đáng sợ của nó. Khoảng 4.000 năm trước, người Sumer có một tấm bảng đá trên đó chứa đựng sử thi Gilgamesh và có nhắc đến nữ quái Lilith chuyên dùng yêu thuật để hại người. Bà ta còn được biết đến với cái tên Volva. Biểu tượng của Lilith là con cú, loài chim khôn ngoan của Crôn, tượng trưng cho việc hiến tế người. Thời đó Crôn là một phần của nữ thần ba ngôi, đại diện cho giai đoạn của mặt trăng và các chu kỳ hàng năm của tự nhiên, cũng như sự tái sinh. Vậy nên, hình ảnh chim cú là một phần quan trọng trong ngày Halloween. Lilith cũng là nguyên nhân tại sao những người theo đạo Thiên Chúa bắt đầu xem những người phụ nữ này là phù thủy. Nhưng rất kỳ lạ là hiện nay, Lilith lại được tôn sùng như là một thứ tốt đẹp trong văn hóa của nhân loại. Ví như, hội chợ Lilith là được đặt theo tên của nữ quái này. Nhiều người thật sự cho rằng đó là nơi bắt nguồn của chủ nghĩa nữ quyền. Sau nhiều năm, lễ hội Samhain bắt đầu có liên kết với chúa tể Samhain, một tên gọi khác của chúa tể bóng tối, ám chỉ hình tượng một con dê có sừng hiều. Bản chất ma quái. Trong văn hóa Celtic có một tầng lớp cao cấp được gọi là những giáo sĩ Druid. Họ tôn sùng chúa tể bóng tối có hình tượng một con dê mang sừng hiều. Đây chính là một trong những hình tượng của quỷ Satan. Bùa chú cũng bắt đầu được sử dụng để giao tiếp với các sinh mệnh bại hoại tầng thấp. Tương truyền rằng, vào đêm Halloween, những giáo sĩ Druid sẽ đến gõ cửa từng nhà trong khu vực, yêu cầu người chủ các gia đình phải giao nộp một người thân để hiến tế.
Nếu bị từ chối, họ sẽ để lại một câu thần chú lên ngôi nhà đó và vẽ một hình lục giác bằng máu người lên cửa. Khi ấy, ma quỷ sẽ thu hút bởi mùi máu tanh và sao sáu cánh. Chúng lập tức đến và xâm nhập vào ngôi nhà, khiến một hoặc nhiều người trong nhà bị phát điên. Sau đó là chiếm hữu thần xác của họ. Vì câu chuyện này mà người ta truyền tai nhau rằng vào đêm Halloween cần phải hóa trang thành bộ dạng của ma quỷ, càng giống càng tốt, để mục đích không bị chúng nhận ra và hãm hại. Và đó được xem là biện pháp tự bảo vệ một cách hữu hiệu nhất. Thế nhưng người ta không ngờ rằng tà thuyết vô căn cứ đó lại đúng là một cái bẫy. Nếu trầm tĩnh suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận ra rằng trong tôn giáo rằng con người là do thần tạo ra, chiều theo hình tượng của thần. Con người được tạo ra là có cả thần tính và ma tính, là sinh mệnh mà đạo đức có thể bại hoại và cũng có thể đề cao thăng hoa lên. Ma quỷ hoàn toàn biết rõ điều này, thế nên nó cố tình làm mọi cách để khiến nhân loại phóng túng ma tính, từ đó đạo đức bị hủy hoại, đẩy con người bước về phía bất kính đối với thần, mất đi cơ hội được cứu trong tương lai, vạn kiếp bất phục. Ngoài ra, người xưa đều nhìn nhận con người là anh linh của vạn vật, nghĩa là so với những thứ âm linh xấu ác thì cao quý hơn rất nhiều lần. Vậy thì, hành vi hóa trang ấy đã nói lên rằng người đó không xem bản thân là một con người nữa. Trong vũ trụ có một quy luật, đó là những thứ tà ác tầng thấp không được làm hại, thậm chí là đến gần con người. Thế nhưng, với một điều kiện, đó là con người phải tu thần tích đức, làm người ngay thẳng và chính trực. Thế nhưng ngày nay, cái gọi là trào lưu tư tưởng mới đã ngấm ngầm phá hoại truyền thống, hóa trang nguệch ngoạc, đầu lâu xương chéo, máu me đầy người. Đây chẳng phải tự hạ thấp bản thân, xem mình là đồng loại với ma quỷ hay sao? Đây là một việc làm không trân quý bản thân của mình. Nguy hiểm hơn nữa, đó vừa khớp lại là phương cách chiêu mời chúng đến, hủy hoại chính mình. Người xưa vì sao luôn dặn rằng, khi ngủ không được vẽ gì lên mặt, điều đó không phải là vô căn cứ. Chính bởi vì họ rất rõ đạo lý trước sau của việc hóa trang kinh dị kia. Ma quỷ ở không gian khác, một khi thấy ai đang họa theo hình hài của chúng, thì ngay lập tức nó sẽ đến bám vào, mức độ nặng nhẹ tùy vào nhiều nhân tố. Đó là lý do vì sao khi lễ Halloween qua đi, nhiều người trở nên thất thần hoặc bị hoảng hốt, lo sợ. Tây y không cách nào tìm ra nguyên nhân. Kỳ thực, chính là ở không gian khác, một số người đã bị một âm linh ma quỷ bám theo. Nghiêm trọng hơn là linh hồn của họ đã bị chiếm hữu, thể xác vẫn còn đó, thế nhưng nguyên thần đã bị đẩy khỏi cơ thể từ lâu. Nền móng cho sự trượt dốc đạo đức. Ở phương Tây, thông thường hoạt động của lễ hội Halloween sẽ diễn ra trước ngày bắt đầu. Học sinh sẽ diễu hành trong trường làm nóng không khí. Mặt trời chạng vạng, bọn trẻ bắt đầu hóa trang theo các hình dạng ma quái, tàn bạo, máu me. Khi màn đêm buông xuống, những ma quỷ kia bắt đầu xuất hiện, ra phố đi dạo. Mỗi khi bọn trẻ gõ cửa một gia đình, chúng sẽ nói trick or treat, ý là không cho kẹo, sẽ có chuyện. Còn những chủ nhà hiếu khách cũng chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều kẹo để hào phóng cho tụi nhỏ. Thế nhưng, liệu bọn trẻ sẽ học được điều gì khi tham gia vào các hoạt động Halloween? Trick or treat, không cho kẹo, sẽ phá hoại. Trò chơi khăm này đã được chấp nhận. Hành vi của chúng không chỉ không chịu giáo huấn, uốn nắn từ người lớn, mà còn được ngấm ngầm đồng ý, thậm chí là khuyến khích. Ma quỷ, chết chóc và cõi âm dường như không còn gì đáng sợ nữa, thậm chí là cả thây ma cũng trở nên rất thú vị. Mọi giá trị quan trong nhận thức thông thường đã hoàn toàn bị đảo lộn và cũng được chấp nhận. Người ta đi tìm linh cảm mới lạ từ các hóa trang kỳ dị, khủng bố, ác tâm này để gây sự chú ý từ người khác. Càng tà ác, càng xấu lạ, dường như càng nổi bật. Mọi giá trị quan trong nhận thức thông thường đã hoàn toàn bị đảo lộn. Theo lý niệm của văn hóa phương Đông, khí là nguồn gốc của vạn vật, là khởi thủy của vạn vật, và khí giữa trời đất có phân thành chính và tà.
đêm Halloween là thời khắc đầy tà khí, ma quỷ lộng hành, bầy quỷ nhảy múa, khí âm cực thịnh. Thời khắc này đáng ra phải nên tránh. Tương tự như tiết Thanh Minh và tháng Cô Hồn là những lễ quỷ. Vào thời điểm này, người ta thường hạn chế những hoạt động vui vẻ, thận trọng trong lời nói và việc làm. Bậc trưởng bối thường nhắc nhở con cháu không tùy tiện đi ra ngoài vào ban đêm. Một ví dụ nữa như đêm ngày Đông Chí là đêm dài nhất trong năm, âm khí cực thịnh, cũng được cho là không nên ra ngoài. Nếu ai ở bên ngoài thì cố gắng về nhà thật sớm. Còn rất nhiều mặt tối phía sau ngày lễ Halloween mà rất ít khi chúng ta được nghe đến. Ví dụ, Arizona Welder, người đầu tiên dũng cảm bước ra lên tiếng vạch trần những nghi lễ tà ác của tổ chức Illuminati, cho biết: tất cả những thứ quái dị trong ngày lễ Halloween ngày nay, từ những đồ trang trí đáng sợ, những người ăn mặc như ác quỷ, hồn ma, nhuộm máu giả lên người, v.v. tất cả đều nằm trong kế hoạch để toàn bộ con người dần làm quen với sự xuất hiện sau này của chúng. Khi người ta quen dần với những thứ xấu ác, thì cơ bản là họ sẽ không phân biệt được đúng sai và bắt đầu truy cầu chúng. Bao giờ cũng vậy, ma quỷ sẽ lợi dụng các sản phẩm núp bóng văn hóa để bình thường hóa, hợp thức hóa một cách chuẩn mực đạo đức xuống cấp nào đó. Cuối cùng là đảo ngược những điều thánh thiện thành đen tối xấu xa. Theo Kiều Bình, cuốn sách gây chấn động thế giới, thì văn hóa là linh hồn của dân tộc. Sự phát triển văn hóa định ra lịch sử của nền văn minh của một đất nước. Sự phá hủy hoàn toàn văn hóa truyền thống chân chính của một dân tộc dẫn tới sự tiêu vong của dân tộc đó. Ma quỷ đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để con người tin tưởng dần dần và trở thành đồng loại với chúng. Cuối cùng là đi cùng với chúng xuống địa ngục. Thật đáng tiếc, nhiều người ngày nay thà chọn tin vào ma quỷ chứ không tin vào thần. Lại thêm rất nhiều quan niệm biến dị được ngụy trang dưới lớp vỏ hào nhoáng để lừa gạt nhân loại, vì để thỏa mãn chút thú vui nhỏ bé, hào nhoáng phóng túng, chạy theo ý muốn của bản thân, tự mình chiêu mời rắc rối. Thần Phật vẫn luôn đang đợi con người tỉnh ngộ. Quý vị và các bạn nghĩ sao về nội dung ngày hôm nay? Xin hãy để lại ý kiến của quý vị vào phần bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề khám phá tiếp theo.